Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng vào bếp để tôi chia sẻ với các bạn món gà chạy bộ nấu chao. Tôi đã chuẩn bị sẵn một con gà chạy bộ, nó hơi cứng một chút thì ăn sẽ ngon hơn là gà công nghiệp hoặc là gà non. Cho muối, giấm, bóp, rửa thật sạch. Tôi đã sơ chế rất là sạch sẽ rồi. Các bạn chặt miếng hơi lớn một chút. Đây là chao đỏ, nó có cái màu đỏ này các bạn. Đây là chao trắng. Tôi cho 5 thìa canh chao đỏ. Năm thìa các bạn múc cả nước. Tẩm ướp cho món này chúng ta chỉ dùng đến chao đỏ thôi. 2 thìa canh đường. Cho một chút tỏi. Gừng. Thời gian tẩm ướp càng lâu thì thịt càng thấm ngon, còn nếu không thì chúng ta ướp khoảng 15 đến nửa tiếng là cũng làm được rồi. Một cái chảo hoặc một cái xoong vừa với con gà mà các bạn chuẩn bị. Mỡ nóng các bạn cho tỏi băm, gừng băm. Cái món gà nấu chao này bắt buộc phải có gừng, mà gừng hơi nhiều một chút. Thịt xào đã được xăm và ngấm mắm muối. Các bạn cho nước vào. Các bạn lưu ý để xào cho thịt thật là xăm và ngấm mắm muối để thịt nó được thơm. Thịt đun được khoảng 10 đến 15 phút. Các bạn cho khoai môn vào nhé. Khoai môn cắt khúc như thế này. Khi các bạn cắt thì các bạn phải ngâm vào nước. Nếu bạn nào thích ngon hơn thì các bạn chiên cái miếng khoai lên. Hôm nay tôi không chiên, tôi cho trực tiếp luôn vào. Khoai các bạn cho ít thôi. Không phải là độn khoai mà chỉ cho thêm vào để cho nó có nhiều cái hương vị thay đổi cho nó ngon miệng thôi. Cho nhiều quá thành ra độn khoai vào. Đó, bây giờ chúng ta nêm nếm lại. Chúng ta không sử dụng đến muối vì chao rất là mặn rồi. Vì vậy khi nêm nếm các bạn phải cho từ từ thôi, nó tùy theo số lượng thực phẩm chuẩn bị. Mà chủ yếu nêm nếm bằng chao đỏ để nấu. Thêm một chút bột nêm gà. Bạn nào ăn mì chính thì các bạn cho mì chính. Các bạn thấy cái nồi gà nấu chao này rất là ngon. Thơm, không kém gì vịt nấu chao cả. Tôi có mấy người bạn với mấy người cháu không ăn được vịt. Rất là sợ cái mùi thịt vịt. Cho nên hôm nay tôi chia sẻ cái món gà nấu chao để bạn nào không ăn được vịt thì có thể ăn gà nấu chao. Thích ăn ngọt thì có thể cho thêm đường. Tùy theo cái khẩu vị của gia đình các bạn mà các bạn nên nếm cho vừa miệng nhé. Các bạn đun cái món này đừng có chín nhừ quá mà nó chín vừa tới thôi. Ăn nó còn có độ dai một chút. Trong khi chờ đợi thức ăn của chúng ta chín, giờ tôi pha nước để chấm với món gà nấu chao này. Các bạn chuẩn bị ít hành lá cắt khúc ra như thế này. Chúng ta cần chuẩn bị hai loại chao, thứ nhất là chao đỏ, thứ hai là chao trắng. Chao đỏ để nấu, còn chao trắng để chúng ta làm nước chấm. Các bạn cho đường. Vì cái khẩu vị của mình mà các bạn cho nhiều đường hay ít đường. Đừng có dầm nhuyễn cái miếng chao này quá. Còn để nó hạt hạt thì khi chúng ta ăn nó bùi. Ớt. Thích ăn chanh thì bắt thêm một chút chanh. Xong món nước chấm. Giờ tôi nếm thử xem thịt đã chín chưa.
thì ta vừa chín tới rồi. Các bạn cho nấm. Các bạn tiếp tục cho huyết. Cho tiếp đấy. Mua tiếp về các bạn luộc. Đun nước thật sôi. Cho tiếp vào lúc đang nước sôi các bạn nhé. Để cho nó mềm và nó không bị rỗ. Sau đó khi cho tiết vào các bạn hạ lửa ngay thật là nhỏ, nhỏ nhất có thể. Và cứ để đậy hung nó trong khoảng 10 đến 15 phút. Lửa thật nhỏ, các bạn không được để lửa lớn là tiết nó sẽ bị rỗ. Bây giờ thịt đã vừa chín tới rồi, khi ăn chúng ta còn có các loại rau để ăn kèm nữa. Bây giờ tôi bắt ra để chuẩn bị ăn các bạn. Bạn thấy nồi gà nấu chào của chúng ta rất là hấp dẫn, rất là thơm. Để ăn kèm với món gà nấu chao này, các bạn cần chuẩn bị rau muống, rau mồng tơi, rau cải, đậu phụ rán. Các bạn nào ở Việt Nam, vùng quê của mình có cái rau tù nèo, ăn cái món này cũng rất là ngon. Món này thực ra ăn nó rất là giống, gọi là lẩu. Các bạn thích ăn loại rau nào các bạn chuẩn bị. Bây giờ tôi mời các bạn cùng nếm thử món gà nấu chao. Thơm lắm các bạn. Cái chao nó có cái mùi thơm rất là lạ. Tại sao nó lại hợp với món vịt nấu chao hay là gà nấu chao rất là ngon. Nước rất là vừa ăn. Các bạn phải chọn cái gà đi bộ mà nó có hơi cứng cứng một chút nhé. Gà mềm quá ăn cái món này không ngon. Nấm này. Huyết này. Mời các bạn nếm nhé. Ngon quá. Món ăn của chúng ta đã xong rồi. Chúc các bạn thành công với món ăn này. Xin chào và hẹn gặp lại.